Thời điểm hiện tại là 4 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Chú Năm thì còn ngủ dưới ghe, còn ở trên đây thì mấy anh em mấy chú cháu cũng vừa dọn bàn ghế xong. Dọn bàn ghế xong giờ đông xị gụ đi anh quầy. Mình làm sương sương. Thường thì mình đón gió cũng như mấy ông già lớn tuổi anh ơi, đón gió nghe đi ha. Bút đi. Dạ. Có bánh mì trắng nữa kìa. Thím Hai thì đang chuẩn bị quần áo cho chú Hai để chú Hai lên đồ. Nay chú Hai mặc đồ thiệt là đẹp nè. Bộ này mướn nhiều chú Hai? Hả? Bộ này mướn nhiều. Mướn chú Hai mướn áo với Thím Hai còn cái áo dài nữa, 400. Hai áo dài với lại 400 hả? Rồi Thím Hai trang điểm từ lúc 2 giờ khuya hả? Tranh thủ mình làm trước để cho mà những bé mà bưng mâm làm sao ha. Bên này chú Hai lên đồ là như ca sĩ luôn. Tất nhiên ca sĩ lại. Anh Ba Khí hay là anh Hai Phước? Ba Khí. Rồi cà vạt là đã thắt sẵn chưa? Dạ. Vậy chỉ cần kéo lên thôi. Chắc bây giờ bên nhà trai cũng đang chuẩn bị... chuẩn bị qua đó. Dạ. Anh xui nói tranh thủ qua sớm, cho bên đây mình để khách á. Dạ. Thôi dồn khách lại là không có bàn ngồi ha. Ừ. Ở ngoài đây thì mấy chị em phụ nữ đang trang điểm. Ngồi đây luôn nó cũng được. Dạ, ngồi đâu cũng được. Tạm thời là mình mặc trước cái này ha. Chừng nào mà bên nhà trai tới mình sẽ trồng cái bộ áo vest vô. Chứ thôi mặc sớm quá nóng chịu không nổi hả chú Hai? Hôm qua thì mấy chú cháu cũng thức từ rất là khuya nha cả nhà. Nhưng mà sáng nay là 3 giờ rưỡi là ai cũng dậy hết rồi. Rồi làm gì chú mới mang về vô vậy chú Tháo ngày? Đâu rồi, chị không hỏi cho chị quên. Nghỉ mang quá, đau quá đâu. Ủa, đau quá trời đau luôn á. Không biết ngày nay sao điên nữa nè. Do mày không quen nha chú Hai. Ủa? Thôi ơi. Lên. Bà chị chưa đâu. Trời ơi, hai ông bà chúng em ấm hoài chết luôn quá. Ủa, chị chui trên bờ thôi. Nó chặt rồi. À, mình thấy chú Năm là đang đứng ở dưới sau lái kìa. Không mang thay đồ. Tưởng đâu giờ này em còn ngủ là chết luôn. Ngủ là thôi. Thím Năm là xuống hôm qua hả Thím Năm? Xuống hôm qua. Dạ, rồi hồi tối ổng xỉn không? Cũng được, được không xỉn. Được, được ha. Bánh mì này thì chút nữa người làm ổ là có thể là cầm cự được tới 8 giờ sáng. 8 giờ sáng mà cảm thấy đói quá thôi vô bàn ngồi luôn. Để cho chủ nhà tiếp khách. Thì ăn gì xịt nước hoa luôn. Dạ nó tên này nó hơi đắt lắm. Thấy không? Vừa đi đám cưới nhà anh thấy không? Vừa ăn vừa xịt nước hoa luôn thấy không? Ê đâu biết nữa trọng. Cửa mùi, cửa mùi. Không, không quên anh xui không? Đúng thật ốc mà hiện tại. Tắm sẽ chạy. Tắm. Tắm. Đâu, bánh mì luôn ăn cho nó thơm. Nước hoa mà chú Hai không xịt giống như là chai xịt phòng vậy. Đó, trời ướt hết em rồi. Anh đang bữa nay nhìn phong độ không? Hết một hộp rồi. Được mấy ngày không? Hả? Được mấy ngày rồi. Chú Năm, rồi chú Ba, anh Hoàng sẽ đón khách ha. Còn mấy em nhỏ nhỏ cho phục vụ. Mấy em nhỏ ngồi nhậu. Nói vậy chứ bên nhà đãi bên
thợ nấu cũng có người phục vụ rồi phải không? Chân mình chủ yếu mình tiếp khách, chứ còn không ấy là mình phụ gấp nước đá anh ta. Dạ, chứ bên kia thì làm đâu kịp. Ví dụ sáng người ta vô dồn, người ta vô không dồn kịp cho. Dạ, bây giờ là khoảng chừng gần 6 giờ. Thằng trai đang vô á. Dạ. Người chú định mang đôi dép này đón khách luôn hả? Đau dọ quá, thằng nào vô mang kia vô. Ủa sao không chịu, có sao mấy ông nè. Cái mũi dép tự kia nó vô dạ. Né đầu qua đây. Ừ đó. Thấy chưa, thấy mặt vô chưa? Thấy chưa, màn hình thích chưa? Bây giờ phát hoa cho chị đi. Chưa thấy được. Không thấy cái sao? Thấy cái sao vậy? Sao á? Vậy em chờ ra chút xíu đó. Ừ đúng rồi đó. Rồi tôi lên chị nha. Tôi lên chị Giang ơi. Sẹo gì đó. Đẹp. Quá đẹp trai luôn, gọi cho em mời tươi lên chị Bé luôn. Hai ba rồi. Để cô ấy rồi. Rồi tôi giới thiệu mấy chị dịch vụ nó ăn thấy đẹp không? Cảm ơn em. Giờ biết nay món gì đi. Hôm nay mình món gì với món gì vậy? Đồ ăn thấy đẹp. Tôi món nguội với món cơm nè. Này là món đồ nguội để khai vị ha. Anh đây có nhận ra ai không đi? Tưởng đâu cô nào hả? Đứng xa ra đi chợ. Chị hai đâu? Tao chụp nữa tao lấy tiền. Ê! Đâu được, đúng thôi chứ. Chị 2, 4, 6 đủ rồi chứ đâu lẽ mày rồi. Chị cùng gì vậy? Chụp chưa? Ai kiểu chụp. Đây bên đây cái đứa mồm một bên đây. Trời ơi quay tròn. Người ta dính chút rồi cũng khó đó à. Có dính đâu mà tại nó nói vậy. Trời ơi em mời gia đình mình tươi tươi giùm em nha. Dạ hai ba Cẩm Giang ơi tươi tí chị. Em mời chị tươi đúng rồi. Cô của con cũng bước mặt nhẹ giùm con chút xíu. Dạ đúng rồi. Rồi con tươi tươi đi cô. Anh đẹp trai cười giùm em. Đúng rồi. Thầy đúng rồi em ơi. Quyên tươi tươi giùm chị luôn. Đúng rồi. Trời ơi đừng chị. Thôi trước hết thì họ đàn trai đến thì để xin kính chúc họ đàn gái uống với đàn trai để trình qua lễ vật. Dạ. Dạ rồi. Thì thôi cái gì hơn trước hết thì họ đàn trai được hoa nhà trai đến đây với bán hoa nhà trai đến những phẩm vật như sau. Gồm trước hết là có 6 mâm lễ vật, trong đó là có mâm rượu, mâm trầu và bánh trái cây và 2 mâm khác, và đồng thời là trước hết là để trình hai họ là gồm có lễ vật phẩm vật như sau. Gồm họ nhà trai để đến phụ hỗ trợ nhà gái tiền phụ cổ là 30 triệu và đồng thời cho cháu là một cây kiềng vàng và một sợi dây, một chiếc lắc và một cặp nhẫn cưới cái bông, tổng số là 2 cây, một cây 24 và một cây 18. Đó là rồi. Đừng ra, đừng ra, để trong trong này ra ngoài thử ở trong này vô đừng ra. Ở ở này đừng ra. Ngồi 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 đi. Cũng hai thỉnh vô đây. Chú Rể đứng lại, chú Rể ơi, chú Rể đứng lại đó đi. Rồi mấy cô ở phía sau bước tới vô luôn giùm con, mấy cô phía sau quý chú. Quý chú bước tới vô luôn. Mấy cô quý chú bước tới vô luôn, chừa bưng mâm lại con thôi. Thank you.
Rồi, chị mời chú rể ơi, tôi lên lên 2 2 3 bằng tấm đó nghe, chị mời 2 2 3. Rồi trao tờ 500 cho qua nghe. Đúng rồi, trao qua dính đó luôn. Tiếp qua luôn em ơi, tiếp qua luôn. Cứ từ từ. Rồi bắt đầu cầm tay ở phía trước nè, phía trước cầm tay cho chị, em bỏ dưới cái ngang cái. Lui ra cho chị thấy ở phía sau em lui nữa. Rồi thấp cái quả trà đó mình chị đi. Ôi gụ đúng rồi. Chú rể ơi bước tới một bước. Cái em trong của chú rể em bên nữ nè, sát của chú rể chị luôn, sát vô luôn. Ừ đúng rồi đó. Rồi chú rể đúng rồi. Dặn mặt sầu ra. Rồi chị mày hướng mắt về đây hết nha. 2 3 đợi chị tắm nó nha chú rể. Tươi lên chú rể ơi. 2 3 rồi. Bên nào nó nhận đi. Bây giờ trước hết để đại diện họ nhà trai đến đây trình với hai họ, giữa hai họ nhỏ và gái họ nhà trai, là hôm nay là ngày hỏi của hai cháu, thì đồng thời trình 6 mâm thẩm vật như sau. Thì trong này nó có rượu, mâm trà, mâm bánh và đồng thời 2 mâm tiếp theo. Và đồng thời tiên vật là hiện vật, rồi có một cây kiềm và một sợi dây, một đôi bông và một chiếc nắp, một cặp nhẫn của nhà trai cho cô dâu. Và đồng thời gửi một số tiền đồng của đám hôm nay là 30 triệu đô. Và tiếp theo đó là nói đi, nói cái gì có rồi, anh nói chừng rồi mà mở nghe mở nghe chuyện đó nhiều do đó chi giá là bằng 2 cây vàng, 1 cây 24, 11 cây 18, đồng thời phủ tiền đám là 30 triệu. Nên bây giờ mới bước ra kiểm năm mà cho chụp hình, thật ra chứ đâu cần kiểm, thật ra chụp hình lượm giùm cái canh ơi. Phải không anh? Cân đủ không? Chị nói mà anh đợi cân kiếp phải không? Tôi tính tôi để 30 triệu loại gì đây. Để chụp hình luôn. Hai ơi, cô Phương ơi. Giờ thấy không có sắp xếp tiền để tôi tính sao vậy? Dạ, dạ. Thì chú cứ để ra đi. Ở chung lên rồi sắp xếp tiền. Thôi giờ tôi cũng nay gả con gái, cũng cho con gái cây vàng 24 với 5 chỉ 18. Để chung luôn hả? Để chung đây cho nó luôn mà, đâu phải của mình đâu. Đây hả? Nhắm đồ. Để chung luôn. Kêu anh hai đó đâu? Kêu anh hai đó luôn. Quyền ơi, em đồ luôn không? Mẹ con cho em gì đưa đây luôn. Rồi thì bây giờ đã trình xong qua đã giật và giữa hai su gia hai nó cũng uống năm chị vừa cùng hai cháu đã thống nhất 18 đã tiến hành mấy nhận su gia là đại diện thống nhất, hai bên đã đồng ý thống nhất. Mời hai anh đi em rồi đó. Rồi hai anh xui cũng đi nha, chúng tôi cũng đó nha, chú để em nha, anh nhất rẻ qua đây em để em sát qua luôn, chú để phụ, chú để phụ cho luôn em. Hai chị xui chờ cho em chút xíu nha, em mời hai chị xui, dạ đúng rồi, chị xui chờ cho chú. Rồi, hai anh xui cũng đi coi rồi, em mời nhìn ra cười tươi cho em luôn anh chị, dạ đúng rồi, chú để tươi lên tới chú để ơi, cho em mời dạ, hai ba rồi, hai anh uống cạn. Hết luôn mới được hả? Dạ. Hết mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ thôi em chụp hình cho hai bà xui nhắm hôi luôn đi. Dạ đúng rồi. Rồi chú nghĩ hồi em bước vô luôn đi em cho nè. Rồi em chúc mời hai chị nhìn ra cười tươi giùm em luôn. Dạ hai ba cười đi chị xui em rồi. Dạ đúng rồi. Bên được dâu bên được rẻ quá. Mình tự lên hết. Và giữa hai xui ra để dỡ tất cả các băng hỏng vật ra để kiểm nghiệm và đồng thời kiểm tra ba cái kim nhật. Em mời anh xui bên đó cũng dỡ băng luôn. Để mời cô dâu ra đây để cho mẹ chồng và đồng thời nữa là sao để giới thiệu cho ông bà cô bác biết mặt với cháu dâu đó là thật cái này giao quyền lại cho cha mẹ rồi bước ra đây chơi hình nè chưa bước ra đây chụp hình nè vừa ra đây chụp ngoài đó cũng như chồng tội chị đi tại vì mọi người đây phải ra làm đi kiếm tiền đi đi lấy lấy như thế rồi la lạng luôn mấy mày không la cho nữa nay giường sân khấu rồi đang ngồi ngồi. Rồi chị lấy bước qua bên đây nè em dính tay chị.
đây ông đi ruộng như đây mốt rồi mày mới con bên đây nè mày dẫn tao cho chiếc bông bên đây chị luôn. Chiếc bông đang đây đó. Rồi đúng rồi. Giang nhìn ra đây nhìn vậy luôn. Từ từ Giang ơi, chú rể chồng vô chụp vậy chú rể. Chú rể. Rồi chồng vô chút xíu quá, từ từ đi em đúng rồi. Từ từ đi chú rể ơi, Giang chị bà em. Rồi, nhau tiếp luôn em. Đưa tiếp hay tiền. Cắt qua chú Giang ơi. Cắt qua chú Giang ơi. Nào giữ nhỏ mà tóc e hả? Rồi dính tay luôn nha chú rể. Tôi chặt chặt rồi dính tay luôn em. Nó cần nữa. Rồi thắt tay xuống chị mới thấy cái chiếc lắc nè. Ừ đúng rồi, hai em đứng gần nhau chút xíu. Đưa cái tay ra Giang ơi, đưa tay ra. Rồi, tươi tí em chị luôn chú rể ơi, nhìn ra đây đi em, đúng rồi, tươi tí nữa chú rể, nhìn rồi, đúng rồi, Giang tươi tí nữa em, rồi, cho tiếp luôn đi em. Sợi dây kìa chú rể, sợi dây kìa em. Lấy cái kìa mình lấy trước, rồi cái kìa này nằm trong hộp. Mình nó có gì đâu anh chú. Tám nhìn hai đi làm máy đi. Mà trước đi. Mồi đi. Mồi. Trước đi giá sáu. Chắc chắn. Chưa. Chưa, chú gãy đeo xong đi rồi tới phần em.
nói chuyện khác nghe con. Rồi dịnh dùm vậy luôn nghe chú rể. Hai móc đi móc rưới. Rồi dịnh vô con dây đi em lấy sát cho vợ. Cái tay dịnh vô con dây luôn em như lúc nãy vậy. Không có tay chị. Ừ đúng rồi, xây ra Giang ơi, xây ra trước nè. Ừ, cầm bó hoa cao lên trước. Rồi đúng rồi đó, em đứng sát vô luôn em chú rể. Sát vô vợ em á. Ừ đúng rồi, nghe cái đầu ơi vợ em chút xíu. Rồi nhìn cho chị nè, cười tươi luôn, chụp chị luôn. Hai em ơi, tươi tiếp nữa. Chú rể, tươi tiếp nữa em đúng rồi. Đây tiếp luôn. Cười thích, nó quay nó một rồi nhìn luôn chú rể ơi. Rồi em nhìn vô con dây luôn, nhìn vô con dây. Rồi Giang với ông xã nhìn nhau nhìn đi đây. Đúng rồi, cười tươi luôn em. Tươi tí nữa hết, đúng rồi. Rồi xong chưa anh? Rồi tới bằng dây anh bước vô đi. Con em đi. Đi đây đi. Đi cho anh. Vô gì ít quá mà đeo cũng đâu. Rất Rồi Giang ơi nhìn lên em. Rồi từ từ giùm chị nghe hai em. Hai Huyền, tươi tiếp Huyền ơi. Rồi. Rồi xong nha. Rồi xong chưa? Để mời mấy cái gì lên sân khấu cho hả? Đi chứ bọn gửi cho tiền đạo anh đứng lên đi anh, này là hai anh xui giao hay là hai chị xui? Hai chị xui đi. Hai chị xui á, dạ. Rồi hai chị đứng lên đi chị. Chị ra quản lý tài chính anh nha. Dạ. Quản lý tài chính mà không quản lý được. Chị đứng lên đi chị. Xui xui đi cũng bày hết. Giang với chú gái cũng tới rồi. Rồi hai chị trao qua nhìn em nha. Rồi xây xui lại đi chị, xây xui cái phần tiền lại đúng rồi. Rồi hai chị cười tươi giùm em luôn, đứng sát luôn. Rồi chú gãy cho cô cho nhìn ra đây cười tươi luôn. Chị mời nghe hai ba lớp nghe em mời hai chị tươi lên giùm em luôn. Rồi chỉ giới thiệu thôi. Giới thiệu với nhân gia mẹ nói cho quà cắt rồi. Bây giờ thì báo cho họ là phần lễ vật hoàn thành xong. Bây giờ là phần sau là phần tổ dẫn cháu dâu để giới thiệu cho biết ông bà bác bên chồng bên vợ. Lời thứ hai nữa cho đi tìm ra cái gì tiệc cưới đàng hoàng nhưng mà nhiều thời gian ngắn quá rồi 6 giờ đi rồi thì là thỉnh trước đây họ là để 6 giờ ngày mai họ đàn trai để đến thỉnh họ nhà gái nhập gia của nhà trai nhập tiệc rồi vậy đến đây là hết. Ở bên là hai em ơi, anh cảnh sát vô đồ bàn cho em nha. Giang em mời bên đây anh ơi, anh sát vô đồ bàn giùm em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi hai anh dặn rượu giùm em đi, em đứng nới qua đây chứ gì. Giang nới qua chú em, nới qua chồng em nè, nới qua chồng em nè. Ừ. Rồi em kính mời hai anh nhìn ra em nè, đúng rồi. Em mời cười tươi luôn anh xui ơi. Hai ba anh. Anh xui chưa cười kìa, đúng rồi em ơi. Giang nhìn lên em đúng rồi, hai anh cũng leo giùm em ha. Rồi bưng chung rượu đi đúng rồi. Rồi Giang với chú gãy nhìn lên cười tươi giùm chị luôn. Em mời hai anh cười tươi giùm em luôn anh xui ơi. Dạ hai ba cho em tấm nữa hai anh nhìn ra giùm em luôn. Dạ hai ba chú gãy ơi chị mời. Rồi. Rồi em đứng gần vô đi. Giang, ờ đúng rồi đó. Rồi em mời hai chị nhìn ra đây cười tươi giùm em luôn hai chị ơi. Dạ hai ba chị xui cười tiếp nữa em ơi. Rồi hai chị cũng đi qua luôn.
rồi hai em đứng gần nhau chị nha. Rồi hai chị coi tươi cho em mời hai chị. Dạ rồi.